quý vị, vào đêm 9 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến một nhóm thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đã xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hình ảnh trong video là hiện trường vụ việc. Theo những người chứng kiến, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút. Thời điểm trên, một nhóm thanh niên với hàng chục xe gắn máy lao nhanh trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Hòa Hiệp về Hòa Minh. Đến giao lộ với Đặng Huy Trứ, đoàn xe tự va chạm với nhau và đâm vào xe gắn máy của hai phụ nữ chở nhau trên đường. Hậu quả, hơn 10 xe máy ngã la liệt trên đường. Một số xe do chỉ bị hư hỏng nhẹ nên lái xe đã vội vàng dựng xe tiếp tục bỏ chạy, để lại hiện trường 8 xe gắn máy hư hỏng nặng. Trong số này có 6 người bị thương nặng được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu, trong đó có một phụ nữ mang thai. Một số thanh niên bị thương nhẹ đã tự rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời truy xét và hiện đang tạm giữ một số người để làm rõ vụ việc. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.